Vũ Thu Phương lên tiếng thừa nhận đã gay gắt, khó chịu trong The Face. Vũ Thu Phương không dám xem lại chương trình The Face vì thấy mình quá nóng tính, không giữ được cảm xúc. Sau nhiều năm rút lui khỏi làng giải trí, Vũ Thu Phương tái xuất khi làm huấn luyện viên của The Face Việt Nam 2023 cùng siêu mẫu Anh Thư và Minh Triệu, Kỳ Duyên. Tại đây, nữ siêu mẫu nhiều lần gây tranh cãi với những phát ngôn gay gắt, bị cho rằng chèn ép đàn em trong chương trình. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng cô cố tình tạo ồn ào để gây chú ý. Xuất hiện trong chương trình Hẹn Cuối Tuần mới đây, nữ siêu mẫu lên tiếng về các ý kiến trái chiều. Vũ Thu Phương thừa nhận, trong máy tập đầu, cô đã không dám xem lại chương trình vì thấy mình quá nóng tính, không giữ được cảm xúc. Theo Thu Phương, thời điểm quay chương trình, cô phải đối mặt với nhiều căng thẳng. Gia đình bị trộm, chồng đi công tác khiến cô lo lắng cho bốn người con gái ở nhà. Quá trình quay chương trình không được dùng điện thoại càng làm cô căng thẳng tột độ. Từ nhỏ, tôi luôn được dạy phải sống biết trước, biết sau. Tôi muốn truyền tải cho thế hệ sau hiểu rằng, dù họ giỏi cỡ nào nhưng nếu hỗn hào và không biết sống đúng giá trị của mình, họ không xứng đáng là người nổi tiếng. Vũ Thu Phương chia sẻ và khẳng định không có ý định ganh đua với đàn em. Dù vậy, cô thừa nhận khi xem lại chương trình, bản thân ước giá như mình tiết chế lại cảm xúc sẽ giúp khán giả nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Trần Dài sinh năm 1985 nói, nhiều thí sinh hiện nay ở độ tuổi như các con của cô. Do đó, cô hay đứng ở tâm thế người làm mẹ với suy nghĩ thương cho roi cho vọt, dù biết bản thân có thể phải trả giá. Tôi đã phải trả giá, hứng chịu bố rìu dư luận, người đẹp thẳng thắn. Thời gian qua, The Face Việt Nam 2023 lên sóng với nhiều ồn ào. Trong đó, huấn luyện viên Vũ Thu Phương vấp phải nhiều chỉ trích vì thái độ với đàn em, đặc biệt là hai huấn luyện viên Minh Triệu, Kỳ Duyên. Trong một tập phát sóng, trước các thí sinh, Vũ Thu Phương chỉ thẳng vào Kỳ Duyên ở phòng chờ và gay gắt, chị nhường em hơi nhiều rồi. Nhiều lần em đề nghị chị đổi chỗ một cách vô lý. Đừng bao giờ làm thế với chị nữa. Bất ngờ trước thái độ của đàn chị, Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định bản thân luôn tôn trọng những đàn chị trong nghề như Vũ Thu Phương.